Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Let's go. Và chạy rất là nhanh. Rất là khó luôn. Rồi. Còn một người nữa. Được rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai. Ôm đồ đăng. Let's go. Thank you.
bạn trượt vào 2 lần nữa. Wow, ok. Mình sẽ cố gắng. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tình huống thứ ba. Chuẩn quét video game ha. Ok, một chút nữa. Let's go. Let's go. Tiếp tục vào.
Oh my gosh. You okay? So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Sleeper Hollow. Let's go. Đây thì các bạn có thể nâng cấp lên. Mình sẽ update xem thế nào. Ok, không biết đủ chưa? Đủ rồi. Lại nâng cấp tiếp. Oh my god. Dạ ok. Vừa đủ luôn. Tiếp tục nào. Để chàng bắn tỉa. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 5, Scary Teacher Body. Yeah, let's go. Ok, Chapter 4. Rolling those brats. Wait a minute. What are these for? Nothing, dear. Come here. Oh my gosh. Now, you will remember a thing. Now the real fun begins. Oh, Francis. Be a dear and fetch me a drink. Wow, I'm really beautiful. Let's go. Huh.
Rồi tao đang quay lại. Chuồn thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2 để nhập vô vào bên trong phòng của ta. Dán cái này vào. Let's go. Ok. Giờ các bạn đi tìm một con mèo. Đó để cho con mèo đeo vào đây. What on earth? Wow! This wow. woman is crazy. Now. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Jolly Chicker Sleeper. Let's go. Cấp cái này đi. Tướng rồi. Ok, let's go. Rồi mình có thể nâng cấp cho sức mạnh thêm. Thank you.
Ok, rồi vào bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sniper, vào đây. Let's go. Cây tiền, sau đó các bạn sẽ nâng cấp và vào nhiệm vụ tiếp theo. Ôi, còn đây nữa. Ok. Level 12, ok. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Tank Stats. Let's go. Chọn xe này đi. Nhiệm vụ đầu tiên của mình đó là tiến lại gần. Tiến lại gần thì bắn nó sẽ dễ chuẩn hơn. Mình còn đang không có chuẩn đâu. Ok. Rồi xem xe đó làm gì nào. Ok. Chết rồi. Trúng không? Quá rồi. The target is not affected. No fuel. Rồi mình sẽ chọn xe đầu tiên đây. Chiếc xe đầu tiên mà khi các bạn đau game này về thì đầu tiên thì họ sẽ cho các bạn một chiếc xe. Và chiếc xe này thì mình thấy rất là khỏe. Đạn đầu tiên đó là một đạn đũa. Các bạn bắn cao lên. Ok. Thank you.
Oh my gosh. Wow, được. Thế thì mình bị xử lý thôi. Quick one. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.